Hay đoàn giám sát chuyên đề về quản lý sử dụng biên chế công chức hành chính của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện giám sát tình hình quản lý sử dụng biên chế công chức hành chính tại huyện Hòa Vang. Theo báo cáo của huyện Hòa Vang, qua thực hiện đề án vị trí việc làm chất lượng đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan chuyên môn từng bước được nâng lên, cơ cấu ngạch bậc phù hợp, công tác đào tạo bồi dưỡng theo từng vị trí việc làm được chú trọng và phát huy hiệu quả, công tác tổ chức cán bộ tuyển dụng bổ nhiệm quy hoạch đề bạc luân chuyển đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ đào tạo và năng lực sở trường công tác được quan tâm chú trọng gắn với đổi mới cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức từ năm 2019 đến nay đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại huyện thông qua nhân viên bưu điện trên 5 lĩnh vực chuyển giao đạt trung bình 2.500 hồ sơ một năm, chiếm tỷ lệ trên 52% tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trong năm của huyện. Qua giám sát, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang kiến nghị thành phố bổ sung một chỉ tiêu biên chế hành chính đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thẩm định giao bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế hành chính đối với các chức danh chuyên trách của Hội đồng Nhân dân huyện xem xét điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính đi đôi với nhiệm vụ được phân cấp ủy quyền các thành viên đoàn giám sát trao đổi làm rõ thêm một số nội dung trong quản lý sử dụng biên chế công chức hành chính